Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rá Bắc Tây Nguyên. Hôm nay thì em có được hai cây năm cánh trắng HO hay còn gọi là năm cánh trắng Hiển Oan đây nhé mọi người. Cùng với đó là hôm nay thì em sẽ chia sẻ một cái dây gồm 6 cây năm cánh trắng Phú Thọ đang hoa trên thân luôn. Cái hoa nó rất đẹp mọi người. Cái cây năm trắng Phú Thọ này cái mắt nó nhìn như là cái cây ngọn lửa cao nguyên vậy. Đôi mắt như là lửa cháy. Rất là hay ha. Cái này thì nó đang chưa có rễ thì mua thì các bác anh chị có thể là cắt nguyên khúc hoặc là chờ gửi lại khi nào rễ ra thì bên em sẽ cắt gửi cho ha. Rồi thì đầu tiên thì em sẽ giới thiệu năm cánh trắng Hiển Oan trước nhé mọi người. Đó, thì hôm nay thì có hai cây này và đặc biệt là hôm nay thì chia sẻ cho mọi người cái giá rất là ok để các bác anh chị chúng ta nếu mà chưa có năm cánh trắng HO hay gọi là năm cánh trắng Hiển Oan hoặc là có nơi gọi là năm cánh trắng Hòa Bình đó, thì mọi người có thể là liên hệ với em để chúng ta sưu tầm lại một cây và làm giống. Cái cây HO này thì ngoài vẻ đẹp về mặt hoa thì nó là một cái cây gọi là cái cây quốc dân đó mọi người, cây làm kinh tế chủ lực của rất nhiều bác, nhiều anh chị, nhiều nhà vườn nhé mọi người. À, tức là làm kinh tế là sao, tức là về mọi người trồng chăm sóc cho nó lớn lên rồi đó thì có thể là ươm cây kích cây nhân giống ra lúc đó bán lại ha. Đó đó gọi là làm kinh tế, kết hợp vừa chơi hoa mà vừa làm kinh tế thì nó giúp cho các bác anh chị chúng ta duy trì được kinh tế trong vườn nhà, và ví dụ sau này có điều kiện thì lúc đó chúng ta có thể là nâng cấp, chúng ta sở hữu những cái mặt hoa giá trị cao hơn, ví dụ như là hồng nguyên thủy thì cũng giống như em thôi. Ngày xưa thì em cũng sưu tầm năm cánh trắng Phú Thọ là cái bước đầu tiên, sau đó em trồng chăm sóc rồi em nhân giống lên em bán ra có tiền, đó là em lại vào năm cánh trắng HO. Sau HO thì em lại trồng lớn rồi em lại nhân giống lên, em mua hồng yên thủy rồi lên những cái cao hơn, ví dụ là Minh Châu đồ này nọ đó, hồng mỹ nhân rồi các kiểu vậy thôi. Đó thì các bác anh chị chúng ta nếu mà chơi lan va mà không có điều kiện nhiều để mua được nhiều cái mặt hoa thì chúng ta cũng có thể là nghiên cứu cái cách làm kinh tế kiểu này, nó cũng rất là tốt, miễn là các bác anh chị chúng ta mua cây nguồn chuẩn. Rồi là quan trọng nhất là cái chuẩn giống, chuẩn cây chuẩn giống mọi người, chứ mọi người mua sai cây về sau này nở sai hoa thì đâu có bán được đúng không. Đó thì đây bên em là những cái cây này thì nó đã nở hoa tại vườn rồi và bên em sẽ bảo hành cho mọi người đến khi mà cái mặt hoa đến khi mà nó nở hoa thì thôi ha. Đó, một đền 10 cũng được, nói chung là cây này nó nở hoa tại vườn rồi, mọi người cứ yên tâm mà mua nha. Đó, em đã chia sẻ cho các bác anh chị là em rất tự tin vào cái nguồn giống của cây này rồi. Và hôm nay thì có hai cây đây thì bán đồng giá luôn mọi người, mỗi cây là giá là 7 triệu nha, 7 triệu. Đó, là hôm nay là chia sẻ với mọi người giá rất là rẻ luôn, bởi vì cái cây năm cánh trắng Hiển Oan này đầu mùa thôi, nhận lúa non thì nó cũng rơi vào tầm 10 triệu rồi, trong khi bữa nay là có cây và cây đã cắt khúc ra cho mọi người nè. Cái cây này thì em mới trồng thôi, mọi người mua thì em sẽ gửi về mọi người trồng, chờ rễ nó bắn khỏe mạnh lúc đó nó sẽ phát triển rất nhanh nha. Đây là có hai cây, thì cây độ lớn đây mọi người em chưa đo nữa, nhưng mà chắc em nghĩ chắc nó rơi vào tầm cỡ 3 cm, 3 cm thôi. Cũng không lớn, nhưng mà với cái độ nở của ngọn đây thì về mọi người chăm thì nó sẽ đi ngọn rất là nhanh và khỏe nha. Đặc biệt là cái giống cây nó to mập bề nó bự nè, về mọi người trồng rất là tốt. Rồi hôm nay em có hai cây nha, bác nào anh chị nào chúng ta có nhu cầu sưu tầm thì cứ liên hệ, giá mỗi cây là 7 triệu thôi nha, chỉ có 7 triệu thôi ha. Đó, giá cực kỳ mềm để các bác anh chị chúng ta có thể dễ dàng sưu tầm. Rồi đó, là có hai cây, mỗi cây 7 triệu. Tiếp theo là có năm cánh trắng Phú Thọ, thì trước hết thì mời mọi người cùng với em ngắm cái mặt hoa của năm cánh trắng Phú Thọ cái dề này. Đó, cái hoa của nó thì đôi mắt nó biến thiên mọi người, cái cây năm cánh trắng Phú Thọ nó biến thiên rất là nhiều kiểu mắt, và hôm nay thì trước mặt mọi người đây là một kiểu mắt biến thiên rất là độc nè. Nó nhìn như là cái cây ngọn lửa cao nguyên á, nếu mà các bác anh chị hay tìm hiểu cũng nghiên cứu về các loại lan đột biến thì sẽ biết một cái mặt hoa có tên gọi ngọn lửa cao nguyên, thì nó gần giống y chang như vậy nè. Đó, rất là đẹp nha, hoặc là năm cánh trắng ước mi đó, nó cũng kiểu mắt như vậy đó. Rồi trong khi cái này thì chỉ là giá của Phú Thọ thôi nhé mọi người. Tất nhiên thì về tùy cái chế độ trồng chăm sóc thì có thể là nó sẽ giữ được cái mặt hoa này, hoặc sang năm thì nó sẽ nở ra được cái mặt hoa đẹp hơn nữa. Đó, cái điểm đặc biệt của cây năm cánh trắng Phú Thọ là ở đây. Rồi và cây nè, đó nó ra cuốn hoa từ cái đầu ngọn. Và hôm nay thì em bán nguyên cái dây cây này luôn nhé mọi người, chứ em cũng lười bán lẻ quá. Còn bán nào muốn mua lẻ thì sẽ có cây ươm tự nhiên mua lẻ riêng ha. Còn cái này thì bán nguyên dây cây nha mọi người, nó gồm 6 cây nè, 1 cây nè, 2 cây nè, 3 cây nè, 4 cây nè, 5 cây nè và 6 cây. Đó, đây đó mọi người thấy không, 1 cây nè,
Rồi. 2 cây, cây ở giữa nha. 3 cây. 4 cây, 5 cây và đây là 6 cây. Rồi. 6 cây mọi người mua thì cắt nguyên dây. Ở trên thân nó còn rất là nhiều mắt ngủ nha mọi người. Về mọi người hoàn toàn có thể là chúng ta khai thác thêm. Đó, và đặc biệt cái giống Phú Thọ này gọi là giống siêu nái luôn mọi người. Nhìn nè, mọi người nhìn cái thân nó nè. Nó mập như con heo luôn á. Đã chưa? Cầm nắm thôi còn đủ sướng rồi mọi người. Rồi, đặc biệt là hoa quá đẹp ha. Rồi, cái này thì bán nào mua thì có thể là chuyển khoản. Rồi khi nào cây nó ra rễ thì bên em sẽ báo và giao cho mọi người nha. Rồi, rồi nguyên một cái dây 10 nguyên một cái dây gồm 6 cây này thì em báo giá luôn là giá là 15 triệu nha mọi người. 15 triệu cho một cái dây 6 cây Phú Thọ đang hoa này. Tất nhiên thì cái hàng năm cái chấm Phú Thọ bên em bán thì lúc nào cũng hoa tại vườn rồi, mọi người cứ mua cứ yên tâm nhé. Hôm nay thì tiện thể cây đang hoa thì quay cho mọi người xem luôn, chứ còn những cái cây khác thì nói chung là đều đã nở hoa tại vườn rồi, nên là chia sẻ các bác anh chị cứ hoàn toàn yên tâm, an tâm tin tưởng để về trồng chăm sóc, khỏi ngày đêm lo sợ sai cây sai hoa rồi không dám chia. Đã bán là về mọi người cứ chăm, cứ mạnh dạn chăm cho em, chăm tốt là chia sẻ, khỏi cần chờ ra hoa luôn. Cứ thế mà băm kỳ, ươm kỳ, cái kỳ nhân giống gì hết đó. Đó, và ấy thôi, và chờ tới khi nào mà nhiều kỳ chúng ta có thể bán, chia sẻ làm kinh tế. Phú Thọ hôm nay, Phú Thọ với HO nhé mọi người. Hai cây gọi là hàng quốc dân, chuyên để các anh em chơi va, làm kinh tế và nâng cấp lên những cái mặt hoa VIP hơn. Rồi, xin cảm ơn mọi người nhé. Hôm nay có ít đây thì quay clip ngắn ngắn cho mọi người sưu tầm luôn. Năm cái trắng Phú Thọ 6 cây rất mập. Cái này thì em nghĩ đến lúc mà ra rễ chắc nó sẽ còn dài hơn nữa mọi người. Cây năm cái trắng Phú Thọ này nè, hiện tại thì nó cỡ vầy thôi, nhưng mà tới lúc ra rễ thì sẽ dài hơn rất nhiều. Kinh nghiệm trồng lan nên là em biết cây này sẽ còn dài nữa, tới cái lúc mà giao cho mọi người sẽ rất là dài. Rồi, nguyên dây 6 cây này thì giá 15 triệu. Và bên đây năm cái trắng Hiền Oanh hay gọi năm cái trắng HO á, thì mỗi chậu thì có giá, mỗi kỳ đây nè thì có giá là 7 triệu ha. Rồi mọi người mua thì liên hệ với em. Hàng này thì em chỉ nhận chuyển khoản gửi hàng thôi nhé mọi người, không có ship code. Mấy cái này giá trị cao mà các bác anh chị mới mua lần đầu cứ bắt ship code là em chịu bó tay. Rồi xin cảm ơn mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người các clip và các loại lan đột biến tiếp theo ở kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên. Đây bên đây có kỳ năm trắng Phú Thọ mới lách ra nè. Cái cây này để tính sau. Rồi, hôm nay vậy thôi.